mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là cái thau. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng cái mâm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng chai nước. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Mọi người bây giờ mình sẽ xỏ màu đỏ. Rồi mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu đỏ nhé. Mình sẽ tiếp tục là xong màu đỏ sẽ là màu vàng. Mọi người xong màu đỏ là màu vàng nha. Mọi người xong màu đỏ là màu vàng nha mọi người. Mọi người ơi, phần màu vàng của mình này, vàng của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây màu vàng của mình nha. Giờ mình sẽ xỏ màu xanh nha. Thôi bớt nói lại nó nhiều quá. Rồi mình sẽ tiếp tục màu tím nhé mọi người. Mọi người bây giờ mình xỏ màu tím nha. Rồi mình xỏ màu tím nhé mọi người. Mọi người đây màu tím và màu hồng này. Màu tím và màu hồng của mình nha mọi người. Mọi người đây là màu tím và màu hồng của mình. Bây giờ mình xỏ hạt vuông nha. Thank you.
vuông của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, phần hạt vuông của mình này, phần hạt vuông của mình này mọi người. Giờ mình sẽ tiếp tục màu cam. Mình kết vòng nha mọi người, mình kết vòng này, giờ mình kết vòng này mọi người. Các bạn ơi, đây là vòng của mình nha, vòng của mình đã hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc nhá. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành này, video của mình đến đây là kết thúc.